Cuộc đời chân thực của hoàng tính thành bại bởi một tri kỷ tồn vong dưới tay hai phụ nữ. Sau khi hoàng tính qua đời, trước mộ phần của ông người ta treo đôi câu đối, để ý rằng sống chết do một người tri kỷ, tồn vong bởi hai người phụ nữ. Vì sao lại như vậy? Vương triều Đại Hán tồn tại hơn 400 năm là một vương triều tốn nhiều giấy mực nhất trong triều đại lịch sử Trung Hoa với muôn vàn sắc thái khác nhau. Trên thế giới thì tiếng Trung Quốc còn được gọi là tiếng Hán, chữ Trung Quốc còn được gọi là chữ Hán, dân tộc Trung Quốc cũng được gọi là dân tộc Hán và đại đa số người Trung Quốc cũng đều là người Hán. Tất cả những điều này đã cho thấy tầm ảnh hưởng của Hán triều đến nhường nào. Nói đến triều đại nhà Hán, không thể không nhắc đến đại công thần khai quốc là Hàn Tín. Dân gian xưa nay có câu Giang Sơn nhà Hán do Hàn Tín thắng trận mà có. Có thể thấy công lao của ông Hàn Tín là vĩ đại nhất. Trong lịch sử thì Hàn Tín được mọi người tôn xưng là binh thánh để nói nên tài năng cầm quân đánh trận của ông. Trong sự nghiệp cầm quân của Hàn Tín thì không có trận đánh nào mà không thắng, không có trận tập kích nào của quân thù mà không đối đầu được. Thủy vô thường thế, binh vô thường hình, đây chính là đặc điểm chiến đấu lớn nhất của Hàn Tín. Trong tác chiến thì trận pháp của ông biến hóa đa dạng, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, luôn tạo ra sự bất ngờ, trở tay không kịp cho kẻ thù. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 30 năm, Hàn Tín đã bắt Ngụy Báo, trảm Trần Dư, thu phục Lý Tả Xa, Giáng Yên, giết Long Thả, công chiếm nước Tề, vân vân. Nổi tiếng là những trận chiến như là Ám Độ Trần Thương, An Ấp Duy Thủy, đặc biệt là trận bao vây Cai Hạ, tiêu diệt bá nghiệp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hàn Tín đã vì nhà Hán mà lập vô số công lao to lớn, một đời anh hùng, chí khí ngút trời. Ví như câu nói, thọ khôn hết thì chó giỏi bị nấu, chim cao hết thì cung tốt bị cất, nước địch bị phá thì mưu thần hết đời. Bởi Hàn Tín lại là công cao quá chủ, nên sau cùng phải nhận về một cái kết bi thương. Sau khi Hàn Tín qua đời thì trước mộ phần của ông người ta treo đôi câu đối, với trên là sinh tử nhất tri kỷ, với dưới là tồn vong lưỡng phu nhân, sống chết do một người tri kỷ, còn tồn vong bởi hai người phụ nữ. Có thể nói cả cuộc đời của Hàn Tín đều gói gọn trong hai vế đối này. Sinh tử một tri kỷ. Cổ nhân có câu, cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm. Đối với người bình thường mà nói, thì hai từ tri kỷ mang hàm nghĩa tương đối chính diện là điều mà không phải ai cũng có thể tìm được cho mình trong đời. Tuy nhiên đối với Hàn Tín, tri kỷ ấy vừa lại là vinh hạnh, vừa lại là hận, thật khó nói thành lời. Tại sao lại như vậy? Cuộc đời của Hàn Tín thường được người đời nhận xét là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, và nói đến tri kỷ của Hàn Tín cũng chính là nói đến tiêu hà. Những năm cuối của triều đại nhà Tần, thiên hạ đại loạn, các lộ quần hùng đua nhau quật khởi. Hàn Tín gia nhập vào quân đội Hạng Lương khởi nghĩa. Sau khi Hạng Lương chết thì Hàn Tín quy thuận Hạng Vũ. Vì là người biết rõ võ công tinh nghệ cho nên được đảm nhiệm vị trí Kích Lăng Trung. Hàn Tín có nhiều cơ hội được tiếp cận với Hạng Vũ và nhiều lần tiến cử mưu lược của mình cho Hạng Vũ. Tuy nhiên thì Hạng Vũ lại không nhìn ra tài năng của ông nên cũng không trọng dụng. Hàn Tín cho rằng dù có ở lại bên Hạng Vũ thì cũng chẳng có tiền đồ gì. Cho nên khi Lưu Bang tiến vào Hán Trung, Vũ Đô, Bao Quận, Hàn Tín đã rời quân sở sang đầu quân cho Lưu Bang. Và tiếc thay, sang đầu quân cho Lưu Bang, Hàn Tín vẫn không được trọng dụng, nên chỉ giữ chức quan nhỏ trong coi lương thảo. Sau này Hàn Tín gặp được Tiêu Hà, là người thân tín của Lưu Bang, chỉ sau vài lần gặp mặt nói chuyện, Tiêu Hà đã phát hiện sở học kỳ tài của Hàn Tín và biết rằng tài năng của ông khó ai sánh được. Hàn Tín cứ tưởng Lưu Bang sẽ trọng dụng, nhưng sau rất nhiều ngày tại Hán Trung vẫn không có người để mắt đến. Ông đành ôm nỗi thất vọng rời đi. Tiêu Hà ý thức được rằng nhà Hán không thể để mất đi một kỳ tài như vậy. Vì thế khi nghe tin Hàn Tín bỏ doanh trại mà đi, Tiêu Hà bất kể ngày đêm phi ngựa đuổi theo. Đây cũng là khởi nguồn của điển tích Tiêu Hà dưới trăng truy đuổi Hàn Tín. Vì cấp bách nên là Tiêu Hà không kịp bẩm báo Lưu Bang mà vội vàng lấy ngựa đi gấp trong đêm, khiến Lưu Bang hiểu nhầm Tiêu Hà bỏ trốn. Và đương thời vì hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống binh lính cổ cực nên rất nhiều binh sĩ đều đào ngũ. Lưu Bang thấy Tiêu Hà không từ mà biệt nên giật mình thất sắc, cho rằng đến người thân cận với mình như Tiêu Hà cũng bỏ đi thì biết phải làm sao. Nhưng sau đó thì Tiêu Hà đã đem Hàn Tín trở lại doanh trại và nói với Lưu Bang rằng nếu như ngài chỉ là một Hán Trung Vương, vậy thì tại hạ đem Hàn Tín về là việc dư thừa. Nhưng nếu ngài muốn xưng bá thiên hạ, vậy Hàn Tín chính là một bậc tướng tài không thể không có.
Lưu Bang nghe theo kiến nghị của Tiêu Hà, nhờ đó mà Hàn Tín nắm quyền thống soái quân đội Lưu Bang. Ở đây không thể không khen ngợi sự thông minh, khéo léo và con mắt nhìn người của Tiêu Hà. Cũng kể từ đó, lịch sử đã viết nên truyền kỳ về một Hàn Tín đánh đầu thắng đó, uy danh thiên cổ, giúp nhà Hán giành lấy Giang Sơn. Tiêu Hà là người đã thành tựu nên Hàn Tín và cũng thành tựu nên Giang Sơn nhà Hán, nên người đời có câu thành cũng Tiêu Hà. Vậy còn bại cũng Tiêu Hà là sao? Đây là việc sau khi Lưu Bang bình định thiên hạ, lập nên bá nghiệp thì bắt đầu đố kỵ với tài năng của đệ nhất công tần Hàn Tín. Nên dù có công lao to lớn giúp nhà Hán đánh chiếm hơn nửa Giang Sơn, thì Hàn Tín cũng không thoát khỏi kiếp nạn của mình. Kết cục, Hàn Tín bị Tiêu Hà bày kế lừa vào Trường Lạc Cung, rồi bị Lã Hậu giết chết. Vậy nên người đời lại nói bại cũng Tiêu Hà. Tồn vong hai người phụ nữ. Hàn Tín vốn là hậu nhân của một danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã thao lược binh thư, rèn luyện võ nghệ, nhưng sau này vì gia đạo suy vong, chỉ có thể cùng với mẫu thân sống cuộc đời nghèo khổ. Sau khi mẫu thân qua đời, Hàn Tín rơi vào cảnh cơm cũng không có mà ăn, bữa đói bữa no. Tưởng chừng như mạng vong, cơ may gặp người cứu giúp. Đường đường là một nam nhi cường tráng nhưng lại gặp cảnh cơ hàn, cuộc sống không đốn đủ điều. May thay có một người tốt bụng cùng thôn nhìn ra được thực tại của Hàn Tín, cho rằng sau này nhất định sẽ làm nên được việc lớn nên thường mời về nhà dùng bữa. Nhưng vì đều là người cùng quê, hoàn cảnh cũng chẳng được sung túc đầy đủ, trong nhà cứ suốt ngày nuôi một thanh niên khỏe mạnh lâu ngày nên người vợ không chịu được. Vì là mỗi ngày bà vợ đều cho cả nhà ăn cơm trước giờ ăn thường ngày, không chừa chút thức ăn nào cho Hàn Tín cả. Sau vài lần như vậy, Hàn Tín hiểu được dụng ý của vợ chủ nhà nên không đến nữa. Không còn chỗ nương nhờ, Hàn Tín liên tiếp mấy ngày không có gì ăn. Một hôm, Hàn Tín đi qua một bờ sông, tình cờ gặp một người phụ nữ trung tuổi tên là Phiếu Mẫu đang giặt áo bên sông. Phiếu Mẫu thấy Hàn Tín gặp cảnh khó khăn nên nhường phần cơm của mình mang theo cho ông. Cũng từ đó, mỗi ngày Phiếu Mẫu đều mang cơm cho Hàn Tín. Và sau này, khi bình định được thiên hạ xong, Hàn Tín trở về quê nhà đem 1000 lượng vàng để tạ ơn cho Phiếu Mẫu. Công thành danh toại, nữ nhân sát hại. Và đây chính là nói tới Lã Hậu, vợ của Lưu Bang. Sau khi bình định thiên hạ, vì Hàn Tín có công lao quá lớn, quá nửa Giang Sơn nhà Hán đều do một tay Hàn Tín đoạt về, Lưu Bang lo ngại Hàn Tín tạo phản nên đã nhiều lần kiếm cớ tước bỏ chức vị của Hàn Tín. Sau cùng thì Hàn Tín bị giáng xuống chức Hoài Âm Hầu, nhưng Lưu Bang vẫn không yên lòng, bởi bản lĩnh của Hàn Tín quả thực là không ai sánh được. Sau nhiều lần bày mưu tính kế thì Lưu Bang cho người mời Hàn Tín vào cung nghị sự để giết hại nhưng bất thành. Hàn Tín cũng biết rõ được nạn này khó tránh, nhưng không ngờ lại bị Lã Hậu bày mưu với Tiêu Hà. Hàn Tín tin tưởng Tiêu Hà, bị Tiêu Hà lừa vào cung, rồi bị Lã Hậu cho người giết chết. Không những vậy, còn cho người chu di tam tộc nhà của Hàn Tín. Đúng là sinh tử nhất tri kỷ, tồn vong lưỡng phụ nhân. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ